四十万。Nó cả hết là gồm có mấy tủ đấy chị ạ, mà cái tủ ở giữa á, tủ đó là em bán rồi, còn tủ này, còn tủ này, cái này là 1m2, 5 tầng. Đây, có nhiều bạn thắc mắc hỏi tại sao mà tủ trên hội thì bán 8-9 triệu, 8-6 triệu, mà tại sao bên công ty mình bán là giá cao như vậy. Mình giải thích cho hiểu, trên hội là cái tủ mà người ta đi mua về 15-16 triệu, người ta xài không có bị lỗi gì đó, người ta muốn bán một ống áo đi, giá nó có giống như vậy, khi mua về rất thấp.